Sử ký nhì, chương 16. Vua Asa liên minh với Syri. Năm thứ 36 thời vua Asa, vua Baesha của Israel lên tấn công Juda. Vua củng cố thành Rama để ngăn chặn người ta ra vào lãnh thổ Juda của vua Asa. Bấy giờ, vua Asa lấy bạc vàng trong kho đền thờ Chúa và trong cung vua đem nộp cho Ben-Hadad, vua Aram đang trị vì tại Đa-mách, nói rằng: "Xin hãy kết ước với tôi như thân phụ vua và thân phụ tôi đã làm. Đây, tôi xin gửi bạc vàng đến vua. Xin vua hãy hủy bỏ giao ước với Ba-e-sa, vua Israel, để người rút khỏi xứ tôi." Vua Ben-Hadad chấp thuận lời vua Asa, sai các tướng chỉ huy lực lượng tấn công các thành của Israel và chiếm đoạt thành Iyon, Dan, Aben-Maim cùng các nhà kho trong các thành thuộc Nephtali. Khi nghe tin ấy, vua Ba-e-sa ngưng và bãi bỏ công việc xây các thành Rama. Bấy giờ, vua Asa đem toàn lực người Juda đến lấy gỗ và đá mà vua Ba-e-sa dùng để xây thành Rama. Vua dùng đồ đó xây các thành Geba và Mít-ba. Ngay khi ấy, vị tiên kiến Hananiah đến nói với Asa vua Juda rằng: "Vì vua đã nương cậy vào vua Syri chứ không nương cậy nơi Chúa, Đức Chúa Trời của vua, cho nên lực lượng của vua Syri đã thoát khỏi tay vua. Quân Ethiopia và Libya không hùng hậu sao? Các xe chiến mã và kỵ binh của chúng chẳng phải rất đông đảo sao? Dù vậy, vua đã nương cậy nơi Chúa và Ngài đã phó chúng vào tay vua. Vì mắt Chúa soi xét khắp quả đất để tăng cường sức lực cho những người giữ lòng trung thành với Ngài. Thật vậy, trong việc này, vua đã hành động dại dột. Nên từ nay, vua sẽ luôn luôn phải đối diện với chiến tranh." Vua Asa nổi giận với vị tiên kiến, vì tức giận, vua cùm và bỏ tù người. Trong lúc ấy, vua cũng đàn áp một số người. Này, các công việc của vua Asa từ đầu đến cuối đều được chép trong sách của các vua Juda và Israel. Năm thứ 39 dưới triều mình, vua Asa bị đau bàn chân, bệnh trở nên rất nặng. Nhưng vua không tìm kiếm Chúa, chỉ tìm các thầy thuốc chữa trị. Vào năm thứ 41 dưới triều vua, vua Asa băng hà và an giấc cùng tổ phụ mình. Người ta chôn cất vua trong mộ mà vua đã đục cho mình tại thành David. Vua được đặt trên sàn phủ đầy hương liệu. Các loại hương liệu khác nhau được pha chế theo kỹ thuật làm dầu thơm. Người ta cũng đốt lửa rất lớn để tôn kính vua. Sử ký nhì, chương 17. Triều đại vua Jehoshaphat. Thái tử Jehoshaphat lên ngôi kế vị. Người củng cố đất nước mình để đối đầu với Israel. Vua đóng quân tại khắp các thành kiên cố của Juda, lập đồn trong vùng Juda và tại các thành của Ephraim mà vua cha Asa đã chiếm được. Chúa ở cùng vua Jehoshaphat, vì vua đi theo con đường vua David tổ phụ người đã đi trước đây và không tìm kiếm thần Ba Anh, nhưng tìm kiếm Đức Chúa Trời của thân phụ mình và tuân theo các điều răn của Ngài chứ không như nước Israel đã làm. Vì thế, Chúa củng cố vương quốc trong tay vua. Toàn thể Juda đem cống phẩm dâng cho vua Jehoshaphat, cho nên vua trở nên rất giàu có và vinh hiển. Vua được phấn khởi trong các đường lối của Chúa và tiếp tục phá bỏ các nơi cao cũng như những trụ thờ trong Juda. Năm thứ 3 dưới triều vua, vua sai các quan Ben-Hai, Obadiah, Sachari, Nathanael và Micaiah đi dạy dỗ tại các thành của Juda. Cùng đi với họ có những người Lê-vi sau đây: Semaiah, Nethaniah, Sebadiah, Asael, Semiramoth, Jonathan, Adonijah, Tobijah và Tobadonijah. Ngoài ra cũng có các thầy tế lễ Elishama và Joram.
Họ đem theo kinh luật của Chúa và dạy dỗ dân chúng trong khắp các thành của Giu-đa. Chúa giáng kinh hoàng xuống các nước chung quanh Giu-đa, khiến chúng không dám gây chiến với vua Giê-hô-sa-phát. Người Philistin đem lễ vật và bạc triều cống vua Giê-hô-sa-phát, còn người Ả Rập cũng đem dân vua các bầy súc vật, 7.700 con chiên đực và 7.700 con dê đực. Vua Giê-hô-sa-phát trở nên ngày càng cường thịnh. Vua xây cất đồn lũy và các thành có nhà kho trong Giu-đa. Vua cũng có nhiều nguồn dự trữ tại các thành trong Giu-đa và những binh sĩ thiện chiến tại Jerusalem. Danh sách của những người này theo gia tộc như sau. Từ Giu-đa, các tướng chỉ huy 1.000 quân gồm có Át-na, tướng chỉ huy 300.000 dũng sĩ. Kế người là Yohanan, tướng chỉ huy 280.000 quân. Rồi đến Amasia, con trai Sikri, người tình nguyện phục vụ Chúa, người chỉ huy 200.000 dũng sĩ. Từ Benjamin có Eliada, một dũng sĩ, người chỉ huy 200.000 binh sĩ, cầm khiên và bắn cung. Kế người là Jehozabad, người chỉ huy 180.000 binh sĩ, vũ trang sẵn sàng để chiến đấu. Đây là những người phục vụ vua. Ngoài ra, vua cũng đặt những người khác tại các thành kiên cố khắp Giu-đa. Sử ký nhì, chương 18. Vua Giê-hô-sa-phát liên minh với vua A-háp. Vua Giê-hô-sa-phát trở nên rất giàu có và vinh hiển. Vua kết thông gia với vua A-háp. Sau đó vài năm, vua đi xuống thăm vua A-háp tại Samari. Vua A-háp giết thịt nhiều chiên và bò, thết đại vua và đoàn tùy tùng. Người cũng thuyết phục vua tấn công Ramoth Gala-át. A-háp vua Israel nói với Jehoshaphat vua Juda rằng: "Ngài có muốn cùng tôi đi đánh Ramoth Gala-át không?" Người trả lời: "Tôi cũng như ngài, dân tôi cũng như dân ngài, chúng tôi sẽ tham chiến với ngài." Vua Jehoshaphat cũng nói với vua Israel: "Nhưng hãy thỉnh cầu lời chỉ dẫn của Chúa trước đã." Bấy giờ, vua Israel triệu tập các tiên tri khoảng 400 người. Vua hỏi họ: "Chúng ta có nên đi đánh Ramoth Gala-át không, hay nên đình hoãn lại?" Họ trả lời: "Vua hãy đi, Đức Chúa Trời sẽ trao thành ấy vào tay vua." Nhưng vua Jehoshaphat hỏi: "Ở đây không còn một tiên tri nào khác của Chúa để chúng ta hỏi người sao?" Vua Israel đáp lời vua Jehoshaphat: "Còn một người chúng ta có thể nhờ để thỉnh cầu Chúa. Tên ông ta là Mica, con trai Giêm-la, nhưng tôi ghét ông ấy. Ông ta không bao giờ nói tiên tri tốt về tôi, nhưng chỉ toàn là xấu mà thôi." Vua Jehoshaphat đáp: "Vua không nên nói như thế." Vua Israel gọi một vị quan và bảo: "Hãy truyền cho Mica, con trai Giêm-la, đến đây ngay." Vua Israel và vua Giu-đa, Jehoshaphat, mỗi người mặc hoàng bào, ngồi trên ngai mình tại sân đạp lúa nơi cổng thành Samari. Tất cả các tiên tri đang nói tiên tri trước mặt các vua. Bấy giờ, Sê-đê-kia, con trai Kenania, làm những sừng bằng sắt tuyên bố: "Chúa phán như vậy: ngươi sẽ dùng các sừng này hút Syri cho đến khi hủy diệt chúng." Tất cả các tiên tri đều nói tiên tri như vậy: "Hãy tấn công Ramoth Gala-át, vua sẽ thành công, Chúa sẽ trao thành ấy vào tay vua." Sứ giả đi mời Mica và nói với người: "Kìa, các tiên tri đều nói cùng một điều rằng vua sẽ thành công, vậy lời của ông nên hợp với họ, ông nên nói điều lành." Nhưng Mica đáp: "Chúa là đấng hằng sống, ta chỉ có thể nói với vua điều gì Đức Chúa Trời của ta phán." Khi người đến, vua hỏi: "Mica, chúng ta có nên đi đánh Ramoth Gala-át không, hay nên đình hoãn lại?" Người đáp: "Cứ đánh đi, vua sẽ chiến thắng mà, thành sẽ lọt vào tay vua." Vua nói với người: "Đã bao lần ta phải buộc ngươi thề rằng, nhân danh Chúa, ngươi chỉ nói sự thật với ta." Người đáp: "Tôi thấy toàn thể Israel chạy tán loạn trên các đồi, như bầy chiên không có người chăn, và Chúa phán, những người này không có chủ, hãy để mỗi người trở về nhà bình an."
Vua Israel nói với vua Jehoshaphat, tôi đã chẳng nói với ngài sao? Ông ta không bao giờ nói tiên tri lành về tôi, chỉ toàn điều dữ. Mai-ca tiếp, vậy hãy nghe lời Chúa. Tôi thấy Chúa ngồi trên ngai và toàn thể đạo thiên binh đứng chầu bên phải và bên trái. Chúa hỏi, ai sẽ dụ Ahab, vua Israel đi lên và ngã gục tại Ramoth Galaad? Người nói thế này, kẻ nói thế nọ. Bấy giờ, một thần tiến lên, đứng trước mặt Chúa và thưa, tôi sẽ dụ người. Chúa hỏi, bằng cách nào? Thần đáp, tôi sẽ đi và làm thần nói láo trong miệng tất cả các tiên tri của người. Chúa bảo, ngươi sẽ dụ được người và thành công, hãy đi và làm như vậy. Như vậy Chúa đặt thần nói láo vào miệng các tiên tri của vua. Chúa đã định tai họa cho vua. Bấy giờ Sê-đê-kia, con trai Kenania đến gần, vả vào má Mai-ca và hỏi, thần của Chúa từ ta đã đi đường nào đến để nói cùng ngươi? Mai-ca trả lời, này, vào ngày ấy ngươi sẽ thấy, khi ngươi phải chạy vào phòng trong để trốn. Vua Israel liền ra lệnh, hãy bắt Mai-ca đem trả cho Amon, quan cai trị thành, và cho hoàng tử Joab. Các ngươi hãy nói với họ, vua truyền, hãy giam tên này vào tù, cho ăn uống tối thiểu thôi, cho đến khi ta trở về bình an. Mai-ca tuyên bố, nếu vua trở về bình an, Chúa đã không dùng tôi để phán. Ông nói tiếp, hỡi toàn dân, các người hãy nghe ta. Bấy giờ, vua Israel và Jehoshaphat, vua Juda đi lên Ramoth Galaad. Vua Israel nói với vua Jehoshaphat, tôi sẽ ngụy trang để ra trận, còn ngài cứ mặc áo của ngài. Thế là vua Israel ngụy trang và ra trận. Vua Syri đã ra lệnh cho các tướng chỉ huy các xe chiến mã của mình rằng, các ngươi đừng tấn công ai, dù nhỏ hay lớn, chỉ tấn công một mình vua Israel mà thôi. Khi các tướng chỉ huy xe chiến mã thấy Jehoshaphat, họ tưởng đó là vua Israel nên kéo quân tấn công người. Vua Jehoshaphat kêu cứu và Chúa giải cứu người. Đức Chúa Trời làm cho chúng tránh xa vua. Khi các tướng chỉ huy xe chiến mã nhận thấy đó không phải là vua Israel, họ quay lại không rượt theo vua nữa. Bấy giờ, tình cờ một người dương cung bắn đạn, mũi tên trúng vào giữa vành áo giáp của vua Israel. Vua bảo người đánh xe, hãy quay cương lại, đem ta ra khỏi chiến trận vì ta bị thương rồi. Trận chiến trở nên dữ dội suốt ngày hôm ấy. Còn vua Israel đứng dựa vào xe đối diện với quân Syri cho đến chiều tối. Vua từ trần lúc mặt trời lặn. Sử ký nhì, chương 19. Vua Jehoshaphat bị trách. Jehoshaphat, vua Juda trở về cung mình bình an tại Jerusalem. Bấy giờ Jehu, vị tiên kiến, con trai Hanania đến gặp và nói với vua Jehoshaphat, ngài có nên giúp kẻ ác và yêu kẻ ghét Chúa không? Vì ngài đã làm điều này, nên cơn thịnh nộ từ Chúa sẽ giáng xuống ngài. Tuy nhiên ngài cũng có những điều tốt khi phá hủy các trụ thờ khỏi đất nước và quyết tâm tìm kiếm Đức Chúa Trời. Vua Jehoshaphat cư ngụ tại Jerusalem. Sau đó vua lại ra đi thăm dân từ Be-e-sê-ba cho đến vùng đồi núi Ép-sa-im và đem họ trở về cùng Chúa, Đức Chúa Trời của tổ phụ họ. Vua lập thẩm phán cho xứ sở, cử đến mọi thành kiên cố của Giu-đa, thành nào cũng có. Vua nói với các thẩm phán, hãy cẩn thận trong công việc của mình, vì các ngươi không phải nhân danh người phàm để xét xử, nhưng nhân danh Chúa và ngài sẽ ở cùng các ngươi khi các ngươi định án. Vậy phải kính sợ Chúa, hãy cẩn thận trong việc xét xử, vì đối với Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta sẽ không có bất công, thiên vị hay nhận của hối lộ. Vua Jehoshaphat cũng lập tại Jerusalem một số người Lê-vi, thầy tế lễ và gia trưởng trong Israel để thi hành luật của Chúa và giải quyết các vụ tranh tụng. Họ cư trú tại Jerusalem. Vua truyền cho họ rằng, các ngươi phải làm thế này, phải kính sợ Chúa
phải trung tín và hết lòng trong mỗi vụ kiện anh em các ngươi trong các thành đem đến để xét xử. Dù là chuyện đổ máu về kinh luật, điều răn, quy luật hay sắc lệnh, thì các ngươi phải dạy bảo chúng đừng phạm tội cùng Chúa, kẻo cơn thịnh nộ của Ngài giáng xuống trên các ngươi và chúng nó. Nếu các ngươi làm như thế, các ngươi sẽ không mắc tội. Này, thầy trưởng tế Amaria sẽ quản trị các vấn đề thuộc về Chúa. Sebadia, con trai Ismael, lãnh đạo chi tộc Juda, quản trị những việc thuộc về vua. Một số người Lê-vi cũng sẽ là nhân viên phục vụ các ngươi. Hãy can đảm lên và làm việc. Chúa sẽ ở cùng người thiện.